Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, tự do, dân chủ, nhân quyền luôn là khát vọng của con người. Và đối với Việt Nam, một quốc gia đã phải đổ xương máu của bao nhiêu thế hệ để có được tự do, dân chủ và nhân quyền, thì hơn ai hết chúng ta luôn trân quý những giá trị quan trọng trên. Và những thành tựu trong lĩnh vực nhân quyền của Việt Nam cũng đã được thế giới ghi nhận. Thế nhưng gần đây, trên một số trang mạng xã hội, những người tự xưng là đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, cho cái gọi là tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, đã lợi dụng việc một số đối tượng vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng xử lý để tung ra những quan điểm, luận điệu xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Thực chất, những hoạt động của họ là vì điều gì? Họ nhân danh ai và mang lại lợi ích cho ai, cũng như sự thật về nhân quyền của Việt Nam như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhận diện sự thật trong chương trình hôm nay cùng với tiến sĩ Đặng Dũng Trí đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý khán giả. Trước hết, kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một clip sau đây. Ngày 5 tháng 9 năm 2018, cái gọi là bản lên tiếng về các tù nhân lương tâm và thực trạng nhân quyền tại Việt Nam của một số kẻ cơ hội cực đoan, đội lốt tôn giáo được đăng tải trên một trang mạng và sau đó được chia sẻ lại tại một số địa chỉ website khác. Trong cái gọi là bản lên tiếng này, chỉ có lý do duy nhất, đó là quy kết một cách hồ đồ rằng các nhà chức trách và pháp luật Việt Nam bắt bớ những người có trí thức và hoạt động vì những điều tốt đẹp cho xã hội. Ngày 14 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đối với bị cáo Nguyễn Văn Túc, thường trú tại thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Từ năm 2006, Nguyễn Văn Túc bị các đối tượng phản động vận động tham gia Đảng Dân Chủ 21, Hội Dân Oan, Nhóm Dân Chủ, Khối 8406, lôi kéo và được hỗ trợ vật chất, khích lệ tinh thần nhằm tạo dựng Nguyễn Văn Túc thành ngọn cờ để tập hợp, phát triển lực lượng, tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Liên tiếp các năm 2007-2008, Nguyễn Văn Túc tham gia tuần hành biểu tình tại Hà Nội, trả lời phỏng vấn đài báo nước ngoài, viết và phát tán bài viết có nội dung xấu lên mạng Internet, cùng một số đối tượng khác treo khẩu hiệu và giải truyền đơn phản động ở Hải Phòng và Hải Dương. Nguyễn Văn Túc liên tục có những hoạt động chống đối, coi thường pháp luật, núp danh nghĩa tuyên bố sẽ đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền để chống Đảng, chống chế độ. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. Theo đó, tuyên phạt Nguyễn Văn Túc 13 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 1, điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999. Phạt bổ sung bị cáo 5 năm quản chế tại địa phương nơi bị cáo cư trú trước khi phạm tội kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù. Lợi dụng sự kiện này, các đối tượng thù địch phản động đã phát tán nhiều tài liệu có nội dung phản đối phiên tòa và bản án đối với Nguyễn Văn Túc, vu cáo Việt Nam sử dụng điều luật mơ hồ thiếu căn cứ để buộc tội công dân, kêu gọi sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức nhân quyền quốc tế và can thiệp gây sức ép đối với Việt Nam, đòi trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ. Thưa tiến sĩ Đặng Dũng Trí, theo tiến sĩ thì cái danh xưng nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam trong thời gian vừa qua là do ai khởi xướng? Và thực chất những người mang cái danh xưng đó ở Việt Nam thì họ là ai? Các cái khái niệm như là nhà hoạt động nhân quyền hoặc người đấu tranh nhân quyền, nó không có một khái niệm cụ thể rõ ràng đâu, mà nó chỉ xuất phát từ một cái nhận thức chính trị của Liên Hợp Quốc từ năm 1998. Liên Hợp Quốc cho rằng là nhân quyền cần một cái sự tham gia của tất cả mọi người trong cái việc bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền. Ở đây chúng ta cần phân biệt giữa những nhà hoạt động nhân quyền chân chính với những người mà vi phạm pháp luật, mà nhân danh những cái danh xưng như là bất đồng chính kiến. Nhưng mà chúng ta biết rằng là bất đồng chính kiến là câu chuyện cũng bình thường như mọi xã hội. Tuy nhiên, cái bất đồng chính kiến đến mức mà nó vi phạm pháp luật, nó chống lại cái chế độ chính trị hiện hành, chế độ chính trị hiện thời, thì như thế chắc chắn nó bị điều chỉnh pháp luật thôi. Cho nên là chúng ta cần phải phân biệt rất rõ cái điều này. Ở Việt Nam thì có thể nói là trong những năm gần đây, những nhà hoạt động nhân quyền, nếu như họ hoạt động trong khuôn khổ pháp luật thì cũng không có điều gì phải phàn nàn cả. Tuy nhiên, những cái hoạt động đó là nhân danh họ
nhằm đạt mục tiêu chính trị như là chúng ta đã thấy thì chắc chắn là cũng không được hoan nghênh. Có thể thấy là trong cái thời gian vừa qua thì những người tự xưng là nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam thì luôn lợi dụng những vấn đề nảy sinh trong xã hội để mà có thể là ra sức chống phá. Đặc biệt là gần đây thì ở một số địa phương thì họ còn ra sức lợi dụng những cái hoạt động tôn giáo để xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và chia rẽ nhân dân với chính quyền. Ví dụ như là trong cái bản lên tiếng về tù nhân lương tâm mà chúng ta đã theo dõi trong clip đầu của chương trình ngày hôm nay, thì vì sao họ lại lợi dụng những cái vấn đề, những cái hoạt động của tôn giáo để họ phục vụ cho cái mục đích của họ? Họ lợi dụng cái lĩnh vực tôn giáo để hoạt động là bởi vì chúng ta biết rằng là hiện nay vấn đề dân tộc tôn giáo là những vấn đề nóng bỏng nhất của thế giới. Tôn giáo thì có một cái đặc thù là đó là cái đức vâng lời của các tín đồ đối với bề trên, và thứ hai là cái đặc thù về cái hành lễ của họ là trong cái khu vực của tôn giáo mà người khác thì có thể là cũng không thể dễ dàng vào đó được. Thứ hai là bản thân những tín đồ khi mà không nghe lời bề trên như vậy thì họ có thể bị trừng trị, mà có thể trừng trị bằng thể chất hay nhà thể chất, mà thậm chí bằng tinh thần, ví dụ như là cấm tham gia các sinh hoạt đạo hoặc là sinh sống ở khu vực đạo. Những cái người mà hoạt động như vậy trong khu vực tôn giáo thì họ luôn trích dẫn những cái lời dạy của bề trên để làm lợi cho những cái điều mà họ đang làm, trong khi mà họ khuyên răn những tín đồ của mình là cần phải tuân thủ những cái điều của bề trên. Thế nhưng họ lại quên đi những cái điều cũng rất hay của chính bề trên khuyên trước khi là tín đồ tôn giáo, thì đồng thời cũng phải là công dân tốt. Vâng ạ. Bên cạnh việc lợi dụng những cái hoạt động tôn giáo thì một số đối tượng họ còn thành lập ra các cái tổ chức hội nhóm và thường xuyên đưa ra những cái gọi là báo cáo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Vậy thì thực chất những cái tổ hội, những cái nhóm này là hoạt động như thế nào ạ, thưa tiến sĩ Đặng Dũng Trí? Trong cái bối cảnh hiện nay thì trong nước cũng như là quốc tế xuất hiện rất nhiều những cái tổ chức mà dưới cái tên gọi là các tổ chức phi chính phủ trong nước, hoặc là nếu mà hoạt động trên phạm vi toàn cầu thì có thể là các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Nó có một cái lợi thế là nó có được trao những cái quy chế tư vấn của cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc về nhân quyền. Tuy nhiên là chúng ta biết rằng là cái tổ chức này đôi khi là nó có những cái hoạt động mà nó không theo đúng tôn chỉ mục đích của nó. Chẳng hạn Human Rights Watch là một cái tổ chức mà nó ra đời từ năm 1978. Nó nhằm mục tiêu là nó theo dõi các hoạt động về nhân quyền của Liên Xô và các nước Đông Âu. Thế và có lẽ là đây là một cái tổ chức mà có thể nó tham gia tích cực vào cái việc là sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Thế và sau đó năm 1988 thì cái tổ chức này nó sáp nhập các chi nhánh lại thành Human Rights Watch. Và Human Rights Watch từ đó thì có thể nói là nó có hoạt động rất nhiều trên lĩnh vực nhân quyền. Mới đương nhiên như vậy bởi vì muốn mà để thu phục được, chinh phục được, thuyết phục được tất cả những cái người ở các quốc gia trên thế giới thì nó cũng phải làm những cái điều mà tốt đẹp trên lĩnh vực nhân quyền. Nhưng mà đấy chỉ là một phần, còn chủ yếu là nó can thiệp vào những cái công việc nội bộ các quốc gia. Ví dụ như là nó khuyến khích các nhóm, các cá nhân để hoạt động chống đối chính quyền. Ví dụ như nó treo giải thưởng nhân quyền. Mà chúng ta đã biết đấy, những cái người mà hoạt động nhân quyền thì khi mà họ vượt quá những giới hạn của những điều cho phép thì nó trở thành vi phạm pháp luật. Và do đó những cái hoạt động của Human Rights Watch là khuyến khích cái sự bất ổn xã hội. Đúng không? Thế như thế là cái điều đó thì cũng không được hoan nghênh. Vậy thưa tiến sĩ Đặng Dũng Trí, hoạt động dưới những cái danh xưng mỹ miều đấy thì trong thời gian vừa qua họ đã đóng góp được gì cho cái tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam hay là chỉ gây ra những bất ổn xã hội thôi? Có thể nói rằng những cái hoạt động vừa qua thì chúng ta thấy rằng nó không phải là mới, mà các hoạt động phối hợp bên trong và cái sự tiếp ứng từ bên ngoài của các lực lượng thiếu thiện chí với Việt Nam thì nó là một cái chiêu bài nó quen thuộc rồi. Và chúng tôi biết rằng là với những hoạt động nói trên thì những năm qua họ đã gây chia rẽ người dân với chính quyền, kích động cái thái độ bất mãn, chống đối chính quyền và vi phạm pháp luật. Do đó, điều mà họ mang lại chỉ là sự bất ổn xã hội. Rồi cái sự chia rẽ giữa người có đạo và người không có đạo nó cũng diễn ra, nó dẫn đến nảy sinh những cái thái độ nghi kỵ trong bộ phận nhân dân, vân vân. Thì có thể nói là những cái điều này không đóng góp gì cho cái việc tiến bộ của dân chủ nhân quyền, mà ngược lại, nó chỉ làm tăng thêm những khó khăn cho chính quyền cũng là người dân rồi các địa phương trong cái việc bảo đảm quyền con người. Theo ông, họ hoạt động như vậy là vì mục đích gì và mang lại lợi ích cho ai ạ? Cái mục tiêu của các hoạt động này chính là họ chống lại
cái sự bình yên của xã hội chúng ta, chống lại cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là của cái nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và do đó thì cái mục tiêu của họ hướng tới không có gì khác hơn là nhằm giải thể chế độ này, nhằm thay đổi cái chế độ chính trị của chúng ta hiện nay theo cái lựa chọn chính trị của chúng ta cũng như là cái vai trò lãnh đạo của Đảng. Họ đạt những mục tiêu của họ, của cái tổ chức của họ cũng như là các lực lượng đứng đằng sau họ chi phối, chi tiền rồi hỗ trợ họ trong các hoạt động chống đối như vậy. Và sâu xa hơn và rốt cuộc là họ mong nhằm thay đổi chế độ chính trị xã hội Việt Nam, cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ Đặng Dũng Trí. Điều 2 Hiến pháp năm 2013 quy định: Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đề cao quyền làm chủ của nhân dân trong Hiến pháp là bảo đảm tự do, dân chủ, nhân quyền. Ở Việt Nam hiện nay, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là nữ, là người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo ngày càng cao. Tỷ lệ nữ là đại biểu Quốc hội của Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đứng thứ 9 trên 135 nước trên thế giới. Việc truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn trong các kỳ họp của Quốc hội, việc thực hiện đối thoại, các cuộc tiếp xúc của các đại biểu Quốc hội với cử tri, những điều này cho thấy Đảng, Nhà nước ta đã tạo điều kiện tốt nhất để cho mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua tự do, dân chủ, học tập và dân chủ gián tiếp. Thưa tiến sĩ Đặng Dũng Trí, với những gì mà chúng ta đã phân tích trong chương trình hôm nay, thì theo tiến sĩ chúng ta cần phải làm gì để có thể bảo vệ và phát huy những cái thành tựu về nhân quyền mà chúng ta đã đạt được? Trong tình hình mới hiện nay thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải tiếp tục khẳng định những thành tựu cơ bản về quyền con người Việt Nam. Và cái lớn nhất và bao trùm nhất mà anh cũng thấy được đó là chúng ta giữ được một sự bình yên của đất nước, sự toàn vẹn của đất nước trước mọi những cái âm mưu thủ đoạn muốn xâm chiếm đất nước ta, muốn thống trị đất nước ta. Thì chúng ta có thể nói là thực hiện rất nhiều những cái quyền con người, mà biểu hiện rõ nhất là trong Hiến pháp năm 2013 là đã khẳng định và nhà nước ta đã cam kết bảo đảm, tôn trọng bảo đảm quyền con người. Và sau đó chúng ta thấy là toàn bộ hệ thống pháp luật chúng ta đang đi theo cái hướng là ngày càng phù hợp hơn với những quy định của các cái công ước nhân quyền quốc tế. Và chúng ta thấy rằng là có những cái điểm sáng rất là lớn. Ví dụ như là gần đây chúng ta năm 2016 thì những người tạm giữ tạm giam được tham gia bầu cử, thì đây là cái điểm rất là hay. Trên lĩnh vực kinh tế xã hội văn hóa thì cái này là điểm rất là sáng, mà có thể nói rằng là thế giới người ta ghi nhận rất nhiều, người dân trong nước cũng đã đều thấy cả. Đó là cái việc mà chúng ta giảm được, chúng ta xóa đói giảm nghèo rất là tốt. Thế rồi chúng ta thực hiện cái quyền an sinh xã hội cũng rất tốt, rồi quan tâm đến các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, ví dụ những cái những người như là phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người thiểu số về dân tộc, tôn giáo và các vị thế khác vân vân. Một điểm nữa cũng cần thiết trong bối cảnh hiện nay là chúng ta cần phải thường xuyên kịp thời phát hiện những nhu cầu mới và chính đáng của người dân. Rồi các cơ quan có trách nhiệm cần phải đẩy mạnh các hoạt động giáo dục tuyên truyền về pháp luật trong xã hội, và gắn cái việc tuyên truyền pháp luật với việc nâng cao nhận thức của người dân về dân chủ và nhân quyền, đặc biệt là về nhân quyền. Các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng cần phải tiếp tục công bố đầy đủ, nhanh chóng những vụ án nhân danh dân chủ nhân quyền, để người dân thấy rõ được những hành vi nào là những hành động nào là đúng đắn, cần phải cổ vũ, những hành vi nào thì cần phải phê phán và cần phải xử lý bằng pháp luật. Và một cái điều cũng rất quan trọng đó là trong cái bối cảnh phát triển của công nghệ khoa học như hiện nay, của mạng xã hội như hiện nay, thì mỗi người cần phải tỉnh táo tiếp nhận các cái thông tin để mà có những cách ứng xử phù hợp trong bối cảnh mới. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Đặng Dũng Trí về những phân tích hết sức sâu sắc trong chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay. Cảm ơn tiến sĩ. Thưa quý khán giả và các đồng chí, bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam, được thúc đẩy và thực hiện phù hợp với hiến pháp và pháp luật của Việt Nam cũng như các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong thời gian qua thì đã được quốc tế ghi nhận rộng rãi. Đấy chính là những minh chứng rất rõ ràng bác bỏ những thông tin sai sự thật, thiếu khách quan về tình hình Việt Nam. Chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.